Education ngày 17 tháng 4, bản tin hoạt động của cộng đồng Startup Education. Bản tin hôm nay gồm có các phần chính như sau: điểm qua các hoạt động tiêu biểu trong tuần, chuỗi chương trình kết nối sinh viên tại 3 tỉnh Lâm Đồng, Long An, Bình Dương, các chủ đề zoom sáng và lịch sinh hoạt của các câu lạc bộ trong những ngày tới, khởi động dự án hướng nghiệp Việt Nam hành trình sứ mệnh, khai giảng học phần đầu tiên của khóa học sứ mệnh người thầy thắp sáng tương lai. Phần đầu tiên, điểm qua các chương trình tiêu biểu của SE trong tuần qua, chuỗi chương trình zoom sáng kiến tạo tư duy thịnh vượng, 99 ngày thực hành lòng biết ơn giá trị. Chương trình zoom sáng hiện đang có những thay đổi về cấu trúc, thành viên thực hành đọc cuộn da dê mỗi ngày, gia tăng giá trị. Các chủ đề được chia sẻ trong tuần qua: chủ đề chăm sóc đời sống tinh thần lành mạnh, người chia sẻ thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc, tiến sĩ Ngô Thị Thanh Mai. Chủ đề ý nghĩa thật sự của sự sống theo triết lý yoga cổ điển được chia sẻ bởi chuyên gia Ngân Lê. Chủ đề khơi thông dòng chảy thịnh vượng được chia sẻ bởi chuyên gia Nguyễn Thế Thiên Trang. Chủ đề 99 cộng nguyên tắc kiến tạo lãnh đạo hạnh phúc được chia sẻ bởi thạc sĩ Nguyễn Công Thái. Câu lạc bộ SE Book Tinh Hoa vẫn diễn ra đều đặn vào 12 đến 13 giờ trưa mỗi ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, đọc sách Sức mạnh tiềm thức. Câu lạc bộ người cao tuổi sinh hoạt vào 15 giờ thứ 7 hàng tuần. Ngày 15 tháng 4, câu lạc bộ sinh hoạt với chủ đề giải mã bệnh tiểu đường và biến chứng, xua tan nỗi lo được chia sẻ bởi bác sĩ Phạm Phương Phi. Câu lạc bộ giáo viên hạnh phúc sinh hoạt vào 20 giờ chủ nhật hàng tuần. Chủ nhật ngày 16 tháng 4, câu lạc bộ sinh hoạt với chủ đề thầy cô thông thái dạy trò 3T được chia sẻ bởi cô Khương Thị Tự, giáo viên trường tiểu học Nam Thành Công, Hà Nội. Chuỗi chương trình kết nối sinh viên được kết hợp tổ chức giữa Startup Education, thư viện số 100 năm DJC và thương hiệu giới trẻ CME được diễn ra tại 3 tỉnh vào ngày 16 tháng 4 vừa rồi, tiếp nối sự thành công của chương trình tại Bình Dương và Lâm Đồng vào tháng 3. Chủ nhật rồi, chương trình tiếp tục diễn ra tại trường Cao đẳng Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Long An và Bình Dương với các chủ đề kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm được chia sẻ bởi chuyên gia đào tạo Nguyễn Duy Linh, chủ đề khám phá bản thân, định hướng nghề nghiệp với sự chia sẻ của thạc sĩ Ngô Thái Hà và chủ đề chuyển đổi số và kỹ năng khẳng định bản thân. Chương trình diễn ra thành công với sự hưởng ứng nhiệt tình từ sinh viên, học sinh, giáo viên các trường và tỉnh đoàn các tỉnh. Những hoạt động tiếp theo trong tuần tiếp tục với chuỗi chương trình zoom sáng kiến tạo tư duy thịnh vượng, 99 ngày thực hành lòng biết ơn giá trị được chia sẻ với các chủ đề từ 4:30 đến 6:15 mỗi ngày. Thứ hai ngày 17 tháng 4, chủ đề 99 cộng nguyên tắc kiến tạo lãnh đạo hạnh phúc, buổi số 7, người chia sẻ thạc sĩ Nguyễn Công Thái, nhà sáng lập chủ tịch Startup Education. Thứ ba ngày 18 tháng 4, chủ đề đột quỵ có thể phòng ngừa, người chia sẻ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Lê Thục Đoan, chuyên khoa bác sĩ gia đình và tư vấn dinh dưỡng. Thứ tư ngày 19 tháng 4, chủ đề giải mã hạnh phúc, bài học đường đời số 6 được chia sẻ bởi CEO Lê Thị Mỹ Linh, CEO Founder Best Talent. Thứ năm ngày 20 tháng 4, chủ đề tài chính tâm an, người chia sẻ chuyên gia Nguyễn Thị Hải Bình, giám đốc tài chính, đồng sáng lập tổ chức giáo dục Genius, đồng sáng lập công ty đầu tư tài sản khôn ngoan Wire. Lịch sinh hoạt của các câu lạc bộ vẫn duy trì đều đặn. Câu lạc bộ SE Book Tinh Hoa diễn ra vào 12 đến 13 giờ trưa mỗi ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, đọc sách Sức mạnh tiềm thức. Dự án Hướng nghiệp Việt Nam hành trình sứ mệnh vì 1 triệu học sinh Việt Nam thấu hiểu bản thân, phát triển tài năng để xây dựng sự nghiệp thành công và hạnh phúc năm 2023 đang khởi động những bước đầu tiên, khai giảng học phần đầu tiên của khóa học sứ mệnh người thầy, học phần sinh trắc học vân tay, giải mã tài năng, kiến tạo cuộc đời vào thứ hai này ngày 17 tháng 4. Chúc mừng những thành viên đầu tiên trong 1.000 anh chị em mentor của dự án Hướng nghiệp Việt Nam hành trình sứ mệnh. Đặc biệt, tháng 5 này, chương trình huấn luyện trải nghiệm SE Camp Chiến binh Thần Tốc tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo quan trọng, thay đổi thời gian diễn ra SE Camp K05. Chương trình huấn luyện SE Camp K05 sẽ dời thời gian từ ngày 13, 14, 15 tháng 5 sang ngày 27, 28, 29 tháng 5 năm 2023. Ngày 29 tháng 5 là ngày đào tạo chuyên sâu leadership mở rộng, trại viên tham gia tự do có đăng ký trước. Trại viên đăng ký tham gia SE Camp K05 hoàn thành đăng ký trước ngày 15 tháng 5 năm 2023. Những lợi ích cho ai nhanh tay đăng ký: 50 suất hoàn thành đăng ký đầu tiên nhận combo 10 thẻ premium thư viện số 100 năm DJC trị giá 18 triệu đồng. Chính sách ưu đãi mua 5 tặng 1 dành cho đội nhóm. Khi bạn trực tiếp giới thiệu cho 5 người sẽ được tặng một vé tham gia SE Camp miễn phí. Hãy quét mã QR để đến ngay với SE Camp, nắm bắt cơ hội, thay tư duy, đổi cuộc đời. Thông tin chi tiết, quý anh chị tìm hiểu thêm tại trang www.secamp.vn. Chào mừng quý anh chị đến với SE Camp K05, chiến binh thần tốc, biết ơn trí tuệ, ngời sáng tương lai.
Những thông tin khác sẽ được cập nhật liên tục. Hẹn gặp lại quý anh chị vào bản tin tiếp theo.